C nè, đó, tìm điều kiện của tam giác ABC để MKO thẳng hàng, được chưa? Thì các bạn nhìn vào đây à, các bạn nhìn vào đây à, để cho các bạn lý luận nè, để cho MKO thẳng hàng, thì các bạn phải xác định được một điều là gì à? Hằng P này nó phải trùng với thằng O, được chưa? Hằng B nó phải trùng với thằng O. Đó. Rồi, ba điểm này thẳng hàng đúng không ạ? Ba điểm này thẳng hàng thì ta có nè, ta xét nè. Các bạn nhìn vào đây, nếu ba điểm này thẳng hàng thì ta xét tam giác ABC nè, được chưa? Tam giác ABC. Cái đường này vuông với đường này đúng không ạ? Và cái đường này nè, cái đường KO nha, là đang nói đường KO nè, sẽ song song với cái đường BC. Mà O là gì à? O là trung điểm của AB. Vậy suy ra cái đường KO này là cái đường gì à? Đường trung bình. Được chưa? Mà đường trung bình thì phải đi qua trung điểm nha các bạn. Trung điểm. Được chưa? Đi qua trung điểm. Ok không ạ? Đi qua trung điểm. Đó, trung điểm. Rồi, bắt đầu ta có nè, ta có nè. Đó, ta có. Các bạn tập trung nha, ở chỗ này là mình để là hồi lưu lại để cho các bạn hình dung nè. Các bạn phải tập trung nha mọi người, tập trung nha để mấy bạn không là mấy bạn không có biết hướng giải quyết nha. Đó. Các bạn hình dung chưa? Đó, hãy chứng minh ba cái điểm này thẳng hàng đó mọi người. Xin lỗi, tìm điều kiện để ABC nó thỏa mãn điều kiện là ba cái thằng này nó thẳng hàng đó mọi người. Bạn nào kiếm ra được hướng giải quyết chưa? Bạn nào kiếm ra được hướng giải quyết chưa? À, AP bằng PM, AP bằng PM, đúng rồi đó, tập trung giúp lợi nha. Lại nói lại lần nữa nè, để cho các bạn hình dung nè. Đó, tập trung nha mọi người, tập trung nha, lại nói lại lần nữa nha. Sắp trời mưa rồi nên các bạn tập trung giúp lợi nha mọi người, tập trung giúp lợi. Rồi, câu C nè. Đó, tìm điều kiện của tam giác ABC để MCO thẳng hàng nha mọi người, thẳng hàng. Thì các bạn thấy nè, MKO thẳng hàng thì suy ra được gì à? Điểm O nó phải trùng với điểm B. Được chưa? Nó sẽ trùng với điểm B. Vậy cho thấy điều gì à? Từ đây mình suy ra được rằng cái MO này với cái đoạn này như thế nào ạ? MO bằng với lại OA. Lý do nó bằng R. Lý do nó bằng R, vậy suy ra điều gì ạ? Tam giác MAO cân tại đâu ạ? Cân tại O. Mà hồi nãy mình đã có nói rồi, tam giác MAO nè, nhớ B trùng O nha, B trùng O đã cân tại đâu à? Cân tại A. Đó, tam giác này vừa cân tại B, vừa cân tại O, hay nói nôm na là ba cạnh này nó bằng nhau, suy ra tam giác MOA đều nha các bạn, đều. Đều thì đồng nghĩa điều gì à? Đồng nghĩa là cái góc nào à? Cái góc này là bao nhiêu độ à? Cái góc này là 60 độ. Từ đó suy ra góc MAB bằng 60 độ. Vì nhưng cái tam giác này là tam giác gì à? Tam giác đều. Đường này là đường gì à? Đường cao thì suy ra cũng là đường phân giá. Ta có tam giác MAO đều có AK là đường cao, thì suy ra nó cũng là đường gì à? Suy ra nó cũng là đường
đường phân giác, vậy là AK là đường phân giác. Đường phân giác vậy suy ra điều gì ạ? Suy ra hai cái góc này nó bằng nhau, vậy suy ra CAB. CAB bằng cái góc A chia 2 bằng góc MAB chia 2. Vậy bằng 60 độ chia 2 bằng 30 độ. Vậy ta đã xác định được gì ạ? Tam giác suy ra tam giác ABC vuông tại đâu ạ? Vuông tại tại C mà có cái góc gì ạ? CAB bằng 30 độ. Tam giác vuông nè, mà góc này 30 độ nè, thì đồng nghĩa đây là tam giác gì ạ? Tam giác nửa đều đó, tam giác ABC nửa đều, được chưa? Nửa đều. Ok chưa? Và tương tự các bạn cũng làm ngược lại, xác định cái góc này 30 độ, sau đó chứng minh rằng O với B trùng nhau là các bạn đã kết thúc được cái bài này nha mọi người.